Hành Trình Tương Lai kính chào quý vị, rất vui được gặp quý vị trong bản tin tổng hợp thứ 7 ngày 11 tháng 6. Kính chúc quý vị cuối tuần bình an và vui vẻ. Cảm ơn quý vị đã nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi tin tức và phần nhân sinh cảm ngộ mỗi ngày. Ngay bây giờ như thường lệ là phần tin trong nước. Trước tiên là phần điểm tin chính. Việt Nam lên tiếng trước tin Trung Quốc cải tạo căn cứ hải quân ở Campuchia. Giá xăng dự báo tăng lần thứ 6 liên tiếp, lập kỷ lục chưa từng có. Thiếu thuốc ở nhiều tỉnh thành do chậm đấu thầu mua sắm. Bắt khẩn cấp giám đốc CDC Hà Nội liên quan đến vụ Việt Á. Làm rõ vụ cán bộ thuế bị tố say xỉn xưng hô mày tao với dân. Hàng trăm cảnh sát truy bắt nghi phạm sát hại 3 người hàng xóm. Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu tất cả bệnh viện khai thác tiền sử đi lại của bệnh nhân sốt rét. San hô ở vịnh Nha Trang chết hàng loạt. Dự kiến giảm mức cộng ưu tiên với thí sinh đạt từ 22,5 điểm. Ngôi sao U23 Ả Rập Xê Út hứa sẽ thắng Việt Nam, sau đó mang cúp về nhà. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Sau khi Campuchia loan tin đã khởi công dự án cải tạo căn cứ hải quân Ream với sự hiện diện của Đại sứ Trung Quốc Vương Văn Thiên mới đây, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng bày tỏ việc hợp tác giữa các quốc gia cần đóng góp tích cực vào hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng của khu vực cũng như trên toàn thế giới. Được biết, dự án cải tạo căn cứ hải quân Ream là một phần trong khoản viện trợ không hoàn lại của Trung Quốc dành cho Campuchia. Ngoài cải tạo và mở rộng các tòa nhà trong căn cứ Ream, Bắc Kinh còn hỗ trợ nâng cấp các tàu chiến của Phnom Penh, xây các cầu cảng, nâng cấp các ụ sửa chữa trong căn cứ và bệnh viện quân dân y. Trung Quốc nằm trong số các nước đầu tư vào nhiều nhất vào Campuchia. Theo số liệu công bố vào tháng 3 năm 2022, ước tính đến cuối nửa đầu năm 2021, tổng đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào nước này là 39 tỷ USD, trong đó Trung Quốc đứng thứ nhất chiếm 44,2%. Nói về mức ảnh hưởng của quan hệ hợp tác Trung Quốc và Campuchia tại căn cứ quân sự Ream đối với Việt Nam, AFA tiếng Việt dẫn lời một nhà phân tích rằng Việt Nam dĩ nhiên quan ngại vì căn cứ Ream nằm rất sát với căn cứ ở đảo Phú Quốc, khi chỉ cách Phú Quốc không đến 30 km. Theo quy định của Bộ Công Thương, vào chiều nay ngày 11 tháng 6 sẽ diễn ra kỳ điều hành giá xăng dầu trong nước theo chu kỳ 10 ngày một lần. Tuy nhiên, do ngày 11 tháng 6 rơi vào ngày thứ Bảy là ngày nghỉ nên Liên Bộ Tài chính Công Thương sẽ lùi thời gian điều chỉnh giá xăng dầu sang thứ Hai ngày 13 tháng 6. Số liệu của Bộ Công Thương cho thấy trên thị trường thế giới trong gần 10 ngày qua, giá xăng dầu tiếp tục tăng mạnh. Giá dầu thô Brent trong ngày 8 tháng 6 đã vọt lên gần 124 USD một thùng, mức cao nhất 13 tuần qua. Do đó, các chuyên gia dự đoán, tại kỳ điều hành ngày 13 tháng 6, nếu cơ quan quản lý không trích quỹ bình ổn giá xăng dầu, mỗi lít xăng trong nước có thể tăng thêm khoảng từ 700 đến 1.000 đồng một lít. Còn giá dầu diesel trong kỳ điều chỉnh ngày 13 tháng 6 sẽ tăng mạnh trên dưới 2.000 đồng một lít. Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước sẽ có lần tăng thứ 6 liên tiếp. Tính từ đầu năm tới nay, trong tổng số 14 kỳ điều hành giá có tới 11 lần giá xăng tăng, chỉ 3 lần giảm. So với đầu năm 2022, giá xăng RON 95 hiện tăng 7.694 đồng một lít, giá xăng E5 RON 92 tăng 7.071 đồng một lít, lên mức 30.230 đồng một lít, mức cao nhất trong lịch sử. Báo VN Express đưa tin, tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế đang xảy ra trên phạm vi cả nước, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người bệnh. Điển hình, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ thừa nhận tình trạng thiếu thuốc tại đây diễn ra khoảng 2 tháng qua. Thiếu nhiều loại thuốc, nhất là các loại thuốc đặc trị giá cao và thuốc dùng trong phẫu thuật. Vị này nói, hiện bệnh viện chạy thuốc như cơm bữa, bác sĩ phải giải thích để bệnh nhân mua ngoài. Nếu bệnh nhân không đồng ý thì chuyển tuyến trên chứ chúng tôi đã cố gắng hết cách. Tình trạng thiếu thuốc tại Hậu Giang cũng rất căng thẳng. Một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang cho biết thuốc thiếu nhiều tháng qua, đặc biệt là các thuốc trị viêm gan, ung thư, kháng đông, kháng sinh, thuốc tiểu đường, huyết áp, thuốc an thần. Để hạn chế thiếu thuốc, lúc đầu bệnh viện kêu gọi các nhà hảo tâm tài trợ, loại thuốc rẻ thì mua, vận động bệnh nhân mua. Tuy nhiên đến nay tình hình đã rất căng thẳng. Tại Khánh Hòa, ngoài thiếu thuốc trong danh mục bảo hiểm y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh thiếu cả vật tư y tế trong nhiều tháng qua, thậm chí thiếu cả băng gạc, một vật dụng y tế quan trọng trong cấp cứu. Nguyên nhân cũng do khó khăn trong đấu thầu mua sắm. Ngày 10 tháng 6, Công an thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về hoạt động đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại CDC Hà Nội, đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp ông Trương Quang Việt, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội và Kế toán trưởng CDC Hà Nội để điều tra. Nhà chức trách cáo buộc, từ năm 2020 khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh, những người được giao nhiệm vụ đấu thầu mua sắm kit test xét nghiệm COVID-19 tại Hà Nội đã móc nối thông đồng với nhân viên thuộc công ty Việt Á để vay hàng, sử dụng trước rồi hợp thức hóa hồ sơ đấu thầu sau. Việc này bị đánh giá giúp cho Việt Á là đơn vị duy nhất dự thầu và trúng thầu. Việt Á sau đó đã trích phần trăm giá trị hàng hóa để cảm ơn. Được biết trong khoảng 6 tháng qua, từ khi vụ Việt Á bị phanh phui, C03 và công an các địa phương đã khởi tố hơn 60 người. Trong đó có cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh cùng hàng loạt giám đốc CDC, cán bộ Sở Y tế các tỉnh. Ngoài ra, theo số liệu của Ban Kiểm toán Nhà nước xác nhận, trong số hơn 376.200 tỷ đồng đã chi trong các đợt dịch COVID-19, có 7.973 tỷ đồng đã được dành ra để mua kit xét nghiệm COVID-19. Trong đó, tổng tiền mua kit test của công ty Việt Á, nơi đang bị điều tra việc thổi giá kit xét nghiệm COVID-19 là 2.161 tỷ đồng, với các đơn hàng từ các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế cùng hàng loạt tỉnh thành. Báo Người Lao động dẫn lời từ Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Kon Tum cho biết, cơ quan này đang xác minh thông tin người dân phản ánh vụ việc cán bộ thuế bị tố say xỉn, gây khó dễ xưng hô tao mày với người dân, không hướng dẫn khi người dân đến làm thủ tục. Trước đó, vào khoảng hơn 15 giờ ngày 8 tháng 6, ông N trú tại huyện Con Rẫy đến Chi cục Thuế khu vực 1 tỉnh Kon Tum làm thủ tục về thuế để chuyển đổi ô tô từ biển số trắng sang biển số vàng nhằm thực hiện kinh doanh vận tải. Tại đây, ông N gặp cán bộ thuế có biểu hiện say xỉn và không tiếp nhận việc đăng ký của ông N với nhiều lý do. Bức xúc trước thái độ của cán bộ này, ông N đã quay lại video vụ việc làm bằng chứng. Sau đó, giữa hai bên trở nên căng thẳng hơn khi cán bộ thuế xưng hô tao mày. Vụ việc chỉ dừng lại khi hai cán bộ thuế khác tới can ngăn, xin lỗi người đến làm thủ tục. Ngày 10 tháng 6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi dùng dao sát hại 3 người hàng xóm, khiến 1 người thiệt mạng, 2 người bị thương nặng. Nghi phạm Lê Văn Lượng, 38 tuổi, ngụ ở thôn Đô Sơn, xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa, đã bỏ trốn lên rừng. Tỉnh Thanh Hóa sau đó đã huy động hàng trăm cán bộ từ các đơn vị tổ chức truy bắt nghi phạm. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt nghi phạm khi đang lẩn trốn trong rừng thuộc địa bàn xã Thạch Lập. Trước đó, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 9 tháng 6, Lượng bất ngờ dùng dao chém anh Phạm Văn Mạnh, 38 tuổi và vợ anh Mạnh là chị Phạm Thị Hơn, 34 tuổi. Tiếp đó, Lượng đến nhà và ra tay với ông Phạm Văn Mạnh, 54 tuổi, 3 người ngụ cùng thôn Đô Sơn. Các nạn nhân sau đó được người thân và người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị Hơn đã tử vong. Riêng hai nạn nhân cùng họ tên là Phạm Văn Mạnh đang được điều trị tại bệnh viện. Sau khi bị bắt giữ, nghi phạm đã được đưa về Công an tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục phục vụ điều tra. Thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo báo cáo của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố, trong 6 tháng đầu năm 2022, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 5 trường hợp sốt rét, trong đó có 2 trường hợp sốt rét ác tính. Tất cả bệnh nhân sốt rét nhập viện và điều trị trong các năm qua là những trường hợp đi công tác tại vùng có sốt rét lưu hành ở rừng núi hoặc đi công tác tại các nước châu Phi. Trước tình hình trên, Sở Y tế thành phố yêu cầu tất cả cơ sở khám chữa bệnh khi tiếp nhận một trường hợp có sốt cần phải chú ý khai thác yếu tố tiền sử đi lại của bệnh nhân. Khi bệnh nhân đi từ các vùng có sốt rét lưu hành về thì cần tiến hành xét nghiệm tìm ký sinh trùng sốt rét để kịp thời điều trị, ngăn ngừa biến chứng nặng và tử vong. Được biết, tại Việt Nam, bệnh sốt rét lưu hành quanh năm ở các tỉnh rừng núi miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, trong đó số ca bệnh sốt rét gia tăng trong mùa mưa. Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong năm 2021, cả nước có 465 bệnh nhân sốt rét, giảm 67% so với năm 2020, không có ca tử vong. Tại khu vực phía Nam ghi nhận 43 ca sốt rét, giảm 76% so với năm 2020. Đến hết năm 2021, cả nước đã có 36 tỉnh thành được công nhận loại trừ bệnh sốt rét. Việt Nam đang đặt mục tiêu loại trừ sốt rét vào năm 2030. Truyền thông trong nước đưa tin, trong thời gian qua, san hô ở khu vực đảo Hòn Mun thuộc vịnh Nha Trang chết hàng loạt, phủ trắng hàng trăm mét vuông khiến nhiều du khách xót xa tiếc nuối. Theo kết quả nghiên cứu của Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga tại Nha Trang và Viện Hải dương học vào tháng 3 năm 2021, 90% san hô ở vịnh Nha Trang đã biến mất so với năm 1980. Trong đó, giai đoạn hiện nay suy giảm mạnh nhất. Ông Huỳnh Bình Thái, trưởng Ban Quản lý Vịnh Nha Trang lý giải thiên tai là nguyên nhân chính khiến san hô dưới đáy biển chết hàng loạt. Đặc biệt, cơn bão 12 năm 2021 làm hơn 80% san hô ở biển Nha Trang hư hại. Tuy nhiên, lý do thiên tai không thuyết phục được những người am hiểu biển ở Nha Trang. Theo các thợ lặn biển, một nguyên nhân khiến san hô ở Hòn Mun suy giảm mạnh bởi ở đây có nhiều tàu khai thác đánh bắt cá trái phép. Các tàu này lượn lờ quanh đảo ở khoảng cách không bị xử phạt. Canh thời điểm vắng lực lượng kiểm tra lên vào đánh bắt. Nhiều tàu đánh bắt giã cào, quét sạch sinh vật biển từ nhỏ đến lớn là nguyên nhân khiến san hô gãy đổ hư hại. Một số người lặn xuống biển để bẫy, đánh thuốc các loại cá tôm về bán. Ban quản lý vịnh ước tính mất ít nhất 10 năm mới phục hồi được các rạn san hô. Dự thảo quy chế tuyển sinh đại học năm 2022 lần thứ 2 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đêm ngày 10 tháng 6, đặt ra một số quy định mới liên quan đến cộng điểm ưu tiên cho thí sinh tự do và cách tính điểm ưu tiên cho nhóm thí sinh đạt điểm cao khi xét tuyển đại học. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến từ năm 2023, mức điểm ưu tiên khu vực và đối tượng với thí sinh đạt từ 22,5 điểm trở lên sẽ được tính theo công thức. Mức điểm ưu tiên thí sinh được hưởng bằng 30 trừ tổng điểm đạt được của thí sinh trên 7,5 nhân với tổng điểm ưu tiên được xác định thông thường. Lý giải về đề xuất trên, Bộ Giáo dục cho biết, qua dữ liệu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 3 năm qua cho thấy, có sự bất hợp lý là tỷ lệ thí sinh đạt điểm từ 22,5 trở lên của nhóm được ưu tiên lại tăng vọt. Điều này dẫn tới sự bất công khi thí sinh ứng tuyển vào các ngành, trường có mức độ cạnh tranh cao, để điểm chuẩn một số ngành lên tới 30 điểm. Sau đó, đề xuất mới được kỳ vọng sẽ khắc phục được những thiếu sót này. Về quy chế tuyển sinh năm 2022, Bộ cho biết cơ bản giữ ổn định. Một số quy định được điều chỉnh đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ở dự thảo lần 1. Mới đây, sau khi xác định sẽ gặp U23 Việt Nam ở tứ kết ngày 12 tháng 6, cầu thủ Yaman Yahia, chân sút số 1 của đội tuyển U23 Ả Rập Xê Út, đã rất tự tin khi tuyên bố sẽ giúp đội nhà giành chiến thắng. Cầu thủ Yahia nói, "Chúng tôi đã đạt được mục tiêu của mình khi thành công vượt qua vòng bảng vào tứ kết. Chúng tôi hứa với mọi người hâm mộ sẽ tiếp tục chơi tốt ở trận đấu tiếp theo để vượt qua U23 Việt Nam vào bán kết, sau đó chung kết rồi mang chức vô địch về nhà." Không riêng gì Yahia, nhiều chuyên gia và báo chí Ả Rập cũng hoàn toàn tự tin vào chiến thắng cho đội tuyển. Báo Al Riyadh bình luận, nếu chúng ta đánh bại U23 Việt Nam thì chúng ta sẽ vào bán kết gặp Úc hoặc Turkmenistan và xa hơn là trận chung kết. Chức vô địch dường như cách chúng ta là rất gần. Tờ Alioum bình luận, U23 Ả Rập sẽ gặp Việt Nam ở tứ kết. Dù cả hai đều có những tính toán riêng nhưng chúng ta hoàn toàn tự tin khi vượt trội đối thủ về mặt lịch sử. Trong 4 lần hai đội gặp nhau ở vòng loại châu Á tranh xuất sự Olympic, chúng ta đã thắng 3 và hòa 1, ghi 9 bàn thắng và chỉ để thủng lưới có 2 bàn. Tiếp theo đây là tin tức trên thế giới. Trước tiên là phần điểm tin chính. Trung Quốc tiêm kích lao xuống khu dân cư. Ông Tập tuyên bố Trung Quốc phải kiên quyết thực hiện Zero Covid. Mỹ-Trung sẽ thảo luận cạnh tranh siêu cường tại đối thoại Shangri-La. Lầu Năm Góc muốn tránh phụ thuộc Trung Quốc về chuỗi cung ứng. Các chiến binh nước ngoài chiến đấu cho Ukraine bị tuyên án tử hình. Tổng thống Ukraine ký lệnh trừng phạt vô thời hạn với ông Putin. Các vụ phóng tên lửa ồ ạt của Triều Tiên tốn tới 650 triệu USD. Làn sóng nghỉ việc lan đến Nhà Trắng. Hàng ngàn lái xe tại Hàn Quốc đình công. Sau đây là nội dung chi tiết. Từ Washington Post đưa tin, một tiêm kích J-7 thuộc lực lượng không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA mới đây đã gặp nạn trong lúc huấn luyện và lao xuống một khu dân cư, khiến ít nhất 3 người thương vong. Vụ việc xảy ra tại khu vực gần sân bay Lão Hà Khẩu, Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc. Hình ảnh hiện trường do truyền thông Trung Quốc đăng tải cho thấy nhiều ngôi nhà bốc cháy dữ dội, một số nhà dân biến thành đống đổ nát. Theo đó, phi công đã nhảy dù khỏi máy bay và được đưa tới bệnh viện để kiểm tra và điều trị, cùng với 2 dân thường bị thương. Lực lượng cứu hộ sau đó đã có mặt ở hiện trường. Giới chức cho biết nguyên nhân của vụ việc và số người thương vong chính xác hiện đang được điều tra. Thông tin ban đầu cho thấy có 1 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Mới đây, Chủ tịch Tập Cận Bình đã lên tiếng tuyên bố Trung Quốc phải kiên quyết duy trì chiến lược Zero Covid, quét sạch F0 khỏi cộng đồng, trong bối cảnh Thượng Hải lại chuẩn bị xét nghiệm hơn 1/2 số dân tại thành phố. Cụ thể, ông Tập kêu gọi phối hợp hiệu quả công tác kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh với việc phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định Zero Covid phải được đề cao một cách kiên quyết. Được biết hiện nay, Trung Quốc là quốc gia duy nhất trên thế giới vẫn theo đuổi chính sách dập tắt mọi ổ dịch, áp dụng các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt, xét nghiệm hàng loạt và cách ly bắt buộc. Ngày 9 tháng 6, Thượng Hải và Bắc Kinh tiếp tục phát cảnh báo Covid-19. Nhiều khu vực của Thượng Hải đã áp đặt lệnh phong tỏa mới. Quan chức bất ngờ thông báo tiến hành xét nghiệm Covid-19 hàng loạt vào cuối tuần này. Động thái diễn ra chỉ 10 ngày sau khi lệnh phong tỏa toàn thành phố được tháo bỏ. Theo truyền thông quốc tế, đối thoại Shangri-La, hội nghị an ninh hàng đầu châu Á đã bắt đầu vào ngày hôm qua tại Singapore với sự tham gia của nhiều quan chức an ninh hàng đầu khu vực, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa. Theo nguồn thạo tin, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước dự kiến tổ chức hội đàm bên lề diễn đàn. Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ-Trung kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức. Một quan chức Mỹ cho hay, "Chúng tôi kỳ vọng rằng nội dung của cuộc gặp sẽ tập trung vào quản lý cạnh tranh trong các vấn đề khu vực và toàn cầu." Vị quan chức cũng nhận định hai bộ trưởng sẽ tập trung thảo luận nhằm thiết lập hàng rào an toàn cho quan hệ căng thẳng song phương và đảm bảo các bất đồng giữa Washington và Bắc Kinh không biến thành hiểu lầm quân sự hay thông tin sai lệch. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung đang leo thang trong những tháng gần đây, khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới bất đồng về nhiều vấn đề như Đài Loan, Biển Đông, chiến tranh Ukraine hay việc Bắc Kinh mở rộng ảnh hưởng ở khu vực Thái Bình Dương. Tờ South China Morning Post ngày 10 tháng 6 đưa tin, Bộ Quốc phòng Mỹ mới đây dự định sẽ tăng cường vận dụng đạo luật sản xuất quốc phòng DPA nhằm đối phó tình trạng thiếu hụt những vật liệu chủ chốt và lao động trong lĩnh vực phần cứng, tránh phụ thuộc chuỗi cung ứng từ Trung Quốc. Theo đó, phát biểu trước Ủy ban đánh giá về kinh tế và an ninh Mỹ-Trung, bà Deborah Rosenblum, quyền trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng về chính sách, cơ sở công nghiệp, cảnh báo rằng Lầu Năm Góc lệ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc về các khoáng sản như đất hiếm và các bộ phận vi điện tử. Bà cho hay 88% việc sản xuất các bộ phận vi điện tử và 98% việc lắp ráp, đóng gói và thử nghiệm các sản phẩm này chủ yếu được tiến hành ở Đài Loan, Hàn Quốc và Trung Quốc. Trong đó, Trung Quốc đang tích cực gia tăng thị phần. Do vậy, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ sử dụng quỹ DPA vào các chương trình nhằm thúc đẩy lực lượng lao động công nghiệp nội địa. Được biết, khủng hoảng chuỗi cung ứng toàn cầu đang ảnh hưởng đến nhiều thành phố tại Mỹ, gây ra việc thiếu hụt nhiều mặt hàng, trong khi nhu cầu gia tăng. Theo bà Rosenblum, Mỹ sẽ phải bù đắp khoản thiếu hụt 2,1 triệu lao động trước năm 2030. Tờ NY Times đưa tin, Tòa án tối cao của Cộng hòa Nhân dân Donetsk DPA, tự xưng vùng ly khai của Ukraine, vừa qua đã tuyên án tử hình đối với 3 lính tình nguyện nước ngoài tham gia cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Theo phán quyết của tòa án trên, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến bản án này là do các bị can đã thực hiện những hành động thù địch và bạo lực chống lại Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Được biết, trong số 3 người bị kết án lần này có 2 công dân Anh cùng 1 công dân Maroc. Theo tranh án Tòa án tối cao của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, các bị cáo được quyền kháng cáo trong vòng 1 tháng. Trước đó, cả 3 lính tình nguyện này đã bị các lực lượng thân Nga bắt giữ khi đang tham chiến tại thành phố Mariupol vào khoảng giữa tháng 4. Theo giới chức của DPA, tất cả những người bị bắt đều đã nhận tội với các cáo buộc nhằm vào mình. Họ cũng thừa nhận đã được huấn luyện để thực hiện các hành vi khủng bố. Chính phủ Ukraine đã ngay lập tức lên tiếng phản đối và gọi phán quyết của giới chức tư pháp DPA là vô giá trị. Đại diện Bộ Ngoại giao Ukraine khẳng định các lính tình nguyện trên là một phần của lực lượng vũ trang Ukraine, do vậy cần phải được đối xử như những tù binh chiến tranh. Tại diễn biến liên quan, quân Ukraine đang kiên trì bám giữ vị trí trong cuộc giao tranh ác liệt với Nga trên đường phố Severodonetsk, trong bối cảnh Kiev hiện phụ thuộc vào nguồn viện trợ vũ khí của phương Tây vì kho vũ khí từ thời Liên Xô cạn kiệt. Ông Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng An ninh Ukraine, cho hay tình hình ở Severodonetsk vô cùng phức tạp và lực lượng của Nga đang dồn toàn bộ sức lực vào thành phố này. Trang NDTV đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa ký sắc lệnh áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với giới lãnh đạo cao nhất của Nga gồm Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Mikhail Mishustin, Ngoại trưởng Sergey Lavrov, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sergey Shoigu, các phó thủ tướng và bộ trưởng cũng như những quan chức khác của Nga. Ukraine cũng đưa hơn một nửa số trường đại học của Nga và người đứng đầu các cơ sở giáo dục đại học vào danh sách trừng phạt. Theo thông tin ban đầu, các biện pháp trừng phạt mới gồm phong tỏa tài sản, hạn chế hoạt động thương mại và ngăn chặn việc rút tài sản khỏi Ukraine, được áp dụng vô thời hạn. Theo các nhà phân tích, sắc lệnh trên cho thấy Ukraine vẫn chưa sẵn sàng nhượng bộ. Điều này sẽ làm phức tạp khả năng nối lại đàm phán với Nga. Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng cho rằng sắc lệnh của Tổng thống Zelensky không đánh sập hoàn toàn các cuộc đàm phán, mà các cuộc đàm phán có thể diễn ra dưới hình thức điện đàm hoặc tiếp xúc, gặp gỡ trên lãnh thổ trung lập, chẳng hạn như ở Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện Nga chưa lên tiếng bình luận về động thái của Ukraine. Theo giới quan sát, khả năng cao Moscow sẽ đáp trả động thái của Kiev theo cách có đi có lại, tức là áp lệnh tương tự với ông Zelensky. Trang Bloomberg đưa tin, Triều Tiên có thể đã chi tới 650 triệu USD cho 33 vụ thử tên lửa trong năm nay. giữa lúc nước này phải đối mặt với Covid-19 và tình trạng thiếu lương thực ngày càng trầm trọng. Cụ thể, theo dữ liệu của Viện Phân tích Quốc phòng Hàn Quốc, Triều Tiên đã chi khoảng 30 triệu USD cho mỗi tên lửa đạn đạo xuyên lục địa được thử nghiệm. Trong khi đó, mỗi tên lửa đạn đạo tầm ngắn mà nước này thử nghiệm có trị giá khoảng 5 triệu USD, bằng một nửa chi phí ước tính mà Nga chi cho các tên lửa tương đương của mình. Nhà lập pháp Hàn Quốc Shin Hyo-sik mô tả các khoản chi cho tên lửa của Bình Nhưỡng là những ưu tiên sai lầm dưới thời Kim. Đất nước được xếp vào hàng các quốc gia nghèo nhất thế giới. Ông nói, rốt cuộc đó là một thảm kịch đối với người dân Triều Tiên. Giới quan sát hiện cho rằng Triều Tiên có thể đẩy căng thẳng gia tăng với vụ thử thiết bị hạt nhân đầu tiên kể từ sau năm 2017. Được biết, bộ máy tuyên truyền của Triều Tiên trong nhiều thập kỷ đã biện minh cho các khoản chi tiêu quân sự khổng lồ là điều cần thiết để ngăn chặn cuộc xâm lược của Hoa Kỳ và bảo tồn nền văn hóa của dân tộc mình. Nhà nước này cũng đã bỏ tù những người đặt câu hỏi về quyết định của các nhà lãnh đạo. Truyền thông quốc tế đưa tin, Nhà Trắng đang trải qua một thời kỳ luân chuyển nhân sự cao bất thường sau 18 tháng Tổng thống Mỹ Joe Biden giữ chức. Cụ thể, cơ quan này phải cố gắng để lấp đầy các vị trí trống và tỷ lệ người lao động chuyển sang công việc mới cao kỷ lục. Theo thông tin ban đầu, thời gian làm việc dài, tinh thần thấp và mức lương tương đối thấp đang gây những tổn hại cho cả hàng ngũ nhân viên, những người đang duy trì hoạt động của Nhà Trắng. Theo đó, 2/3 nhân viên báo chí của Nhà Trắng, phần lớn đội phản ứng Covid-19, 2 trong số các phó cố vấn cho Tổng thống, thậm chí cả nhân viên quản lý tài khoản Twitter của Nhà Trắng đều sẽ rời đi trong vòng vài tuần tới. Kết quả thăm dò hồi tháng 5 cho thấy chỉ có 39% người trưởng thành ở Mỹ chấp nhận sự thể hiện của ông Biden với tư cách là Tổng thống. Tuy nhiên, các trợ lý của Tổng thống Biden khẳng định sự ra đi của nhiều nhân viên không liên quan đến kết quả thăm dò thấp kỷ lục này. Thay vào đó, điều này phản ánh sự chuyển đổi công việc tự nhiên của các nhân viên để tìm cách cải thiện chất lượng cuộc sống. Hãng Reuters đưa tin, hôm qua ngày 10 tháng 6, hàng ngàn lái xe tải Hàn Quốc đã mở rộng phong trào đình công, gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động vận chuyển nguyên liệu sản xuất thiết bị bán dẫn và các sản phẩm hóa dầu. Được biết, đây là đợt đình công tiếp nối phong trào diễn ra tại tập đoàn sản xuất thép POSCO và hai hãng xe ô tô Hyundai và Kia. Nguyên nhân được cho là do các lái xe tải yêu cầu tăng lương và gia hạn biện pháp khẩn cấp về đảm bảo chi phí chở hàng. Biện pháp khẩn cấp được áp dụng trong thời kỳ đại dịch và dự kiến sẽ hết hạn vào tháng 12. Phong trào đình công lần này dẫn đến tình trạng ngừng sản xuất tại khu vực nhà máy lớn nhất của Hyundai ở trung tâm công nghiệp Ulsan hôm 9 tháng 6. Một phát ngôn viên của chính phủ Hàn Quốc cho biết, tổng cộng khoảng 7.500 thành viên, chiếm 35% thành viên của nghiệp đoàn lái xe tải chở hàng ở Hàn Quốc đã tham gia đợt đình công trong hôm qua. Được biết, Hàn Quốc là một nhà cung cấp thiết bị bán dẫn, điện thoại thông minh, ô tô ắc quy và hàng điện tử lớn của thế giới. Đợt đình công lần này càng làm gia tăng bất ổn cho các chuỗi giá trị toàn cầu, khi Trung Quốc tiếp tục hạn chế vì Covid-19 và xung đột tiếp diễn ở Ukraine. Thưa quý vị, lãng phí đồ ăn là một trong những việc làm tạo nghiệp lớn của con người mà chúng ta không hay biết. Ngày hôm nay, Hành Trình Tương Lai sẽ kể cho quý vị câu chuyện về việc để thừa thức ăn lãng phí để chúng ta cùng suy ngẫm nhé. Chuyện kể rằng, Lý Lệ và Lý San là hai chị em gái thông minh, tài giỏi, xinh đẹp. Hai chị em cùng làm kinh doanh buôn bán và sự nghiệp vô cùng phát đạt. Mỗi ngày họ đều ăn uống linh đình với rất nhiều món cao lương mỹ vị. Ấy thế nhưng bản thân họ lại ăn rất ít, chỗ thức ăn còn thừa họ đều đem bỏ đi. Không lâu sau, cô chị là Lý Lệ mắc phải bệnh nặng và chết, còn cô em Lý San thì vô cùng đau buồn, ngày nào cũng khóc thương gọi chị. Đến ngày Tết Trung Thu năm ấy, theo tục lệ dân gian địa phương, khi trăng tròn và sáng nhất, dưới ánh trăng mà ngủ gục trên chiếc bàn tròn thì người đó có thể âm dương tương thông, sẽ nhìn thấy người mà mình mong nhớ ngày đêm. Cô em Lý San đã làm theo và quả nhiên là cô đã đi xuống âm phủ. Theo đường thông cõi âm phủ mà đi, Lý San nhìn thấy phía trước mình là chị gái Lý Lệ với mái tóc rối bời, trên người đầy thức ăn sơ bẩn, hình ảnh cho thấy chị gái cô vô cùng xấu xí. Rất đau xót, cô ôm cổ chị và hỏi, tại sao chị lại ở đây ăn những thứ đồ bẩn thỉu như thế này mà không đi về hướng Quỷ Môn Quan, hỏi Diêm Vương xem bao giờ được đầu thai trở lại nhân gian. Chị gái Lý Lệ với vẻ mặt tràn đầy tang thương vừa khóc vừa nói, đây là 4 thùng đồ ăn bốc mùi, là kết quả của việc khi ở nhân gian, hai chị em chúng ta đã ăn thừa và đổ bỏ đấy. Mỗi lần đồ ăn thừa đổ đi, nó đều được tích vào trong cái thùng này. Đợi tới khi xuống quỷ môn quan, cần phải ăn hết chúng thì mới có thể được đi tiếp. Chị thấy rất nhiều người đã phải ở đây chịu thống khổ để ăn hết đồ ăn do chính mình lãng phí. Chị đã ở đây 10 năm rồi, phần đồ ăn thừa của chị đã ăn xong. Giờ chị đang ăn là phần đồ ăn lãng phí của em đấy. Trên thùng còn ghi mã số của em đây này. Lý San sau khi nghe xong cũng cùng ăn với chị. Sau nửa giờ lang thang ở cõi âm, San tỉnh dậy trong bàng hoàng. Miệng của cô vẫn còn vương lại mùi hôi rất khó chịu. Cô dùng mình cảm thấy sợ hãi khi biết hậu quả của việc làm vô ý thức của mình, và rất hối hận vì thái độ của bản thân đối với đồ ăn thức uống. Và cô tự nhủ, từ giờ sẽ không lãng phí đồ ăn nữa. Thưa quý vị, những câu chuyện về cõi âm hoàn toàn không phải là mê tín. Con người sống thì tự tin vào bản thân, còn chết đi thì linh hồn giao phó cho thần Phật. Người ta có thể quyết được việc sống chứ không thay đổi việc chết. Đồ ăn là thứ chân quý mà con người phải dành nhiều công sức để làm nên. Lãng phí chúng là có tội. Có tội chính là tạo nghiệp, chết rồi phải trả ở kiếp sau. Nên hãy sống đúng mực trong từng việc làm ở hiện tại, để chọn điều lành cho sinh mệnh ở tương lai quý vị nhé. Có thể thấy, mỗi hạt cơm được tạo ra đều chứa đựng biết bao mồ hôi công sức. Nếu như bỏ mứa đồ ăn chính là đang tạo tội nghiệp rất lớn, đang mắc nợ mà không biết. Cũng như cô gái trong câu chuyện trên, vì những đồ ăn bị bỏ lại mà chưa thể nào siêu sinh được. Thưa quý vị, khi học và hành xử theo các nguyên lý chân, thiện, nhẫn trong cuốn sách Chuyển Pháp Luân, được ví như cuốn thiên thư, đã giúp cho người học hiểu được nhân sinh quan, thế giới quan, hiểu được nhân quả báo ứng, phân biệt đúng sai thiện ác, từ đó tránh tạo nghiệp cho bản thân. Cùng với việc luyện tập 5 bài công pháp đơn giản phù hợp với nhiều lứa tuổi, rất nhiều người đã được lợi ích, cải biến về sức khỏe, đạo đức thăng hoa và có nội tâm an hòa. Cho dù vẫn còn có những hiểu sai và những lời vu khống về môn tu luyện này, nhưng chúng tôi tin rằng những điều chân chính sẽ sớm được minh bạch, và những ai được hưởng lợi ích từ pháp môn này sẽ lên tiếng bảo vệ cho lẽ phải và những người thiện lương. Đường link hướng dẫn đọc sách Chuyển Pháp Luân và luyện công miễn phí chúng tôi có gắn trên màn hình. Nếu quan tâm, quý vị hãy truy cập nhé! Với tiêu chí chính xác, trung thực, giá trị nhân sinh, Hành Trình Tương Lai với mỗi video không chỉ là tin tức cập nhật hàng ngày mà còn là mong ước mang đến những giá trị tốt đẹp như những món ăn tinh thần gửi tới quý vị. Hy vọng mỗi ngày đều mang lại những phút giây thư thái với giá trị quay về truyền thống qua phần nhân sinh cảm ngộ. Còn bây giờ, xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bản tin tiếp theo trên kênh Hành Trình Tương Lai tin tức.